Thủy Dương xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Asia Channel. Thưa quý vị, là trong thời gian gần đây, nếu mà quý vị có theo dõi chương trình Asia Channel thì quý vị cũng biết là vào thời điểm ngày mùng 3 tới ngày 17 tháng 9 2011 thì ở bên Úc Châu sẽ có một đoàn lưu diễn rất là lớn lần đầu tiên của hầu hết như là tất cả các ca sĩ của Trung tâm Asia, cũng như là 4 MCs. Chưa bao giờ mà đi sang bên Úc mà Thủy Dương thấy là có 4 MCs hết. Và đây là chương trình Dòng Nhạc Anh Bằng. Và thưa quý vị, là trong chương trình này thì sẽ có sự hiện diện của hai tiếng hát phải nói là dễ nhìn và dễ thương và sexy nhất của Trung tâm Asia. Ngày hôm nay Thủy Dương xin quý vị hãy tiếp chuyện với Đan Nguyên và Hồ Hoàng Yến. Hồ Yến xin mến chào chị Thùy Dương và xin mến chào thân thương, lời chào thân thương đến quý khán giả đang xem đài. Thùy Dương mời Đan. Xin chào Thùy Dương, xin chào Yến và Đan Nguyên xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem đài. Vâng, thưa quý vị, là Thùy Dương phải nói là ngày hôm nay đó khi mà biết là phỏng vấn Đan Nguyên là phải chọn một cái áo thật là đẹp, chạy xuống dưới tôi bây giờ phỏng vấn Đan Nguyên phải thay cái áo thật là đẹp thật là sexy, mặc gì cũng đẹp rồi. Người đẹp mặc gì cũng đẹp mà. Đây là cạnh tranh với lại Đan Nguyên chứ mà là cạnh tranh với Yến đâu. Thùy Dương xin hỏi đó là Thùy Dương thấy đó là khi mà nói chuyện với ban tổ chức đó thì ban tổ chức có nói là nhờ Yến và Đan Nguyên lên Asia Channel để nói chuyện chung về cái show tour mình đi bên Úc. Nghĩa là trong cái chương trình đi tour bên Úc là hai người này có gì không? Không dám nói gì luôn hả Đan? Có gì thì cũng ở dưới thôi chứ. Chỉ thì có chúng mình biết thôi nhé. Thì thực sự đây là một cái chuyến lưu diễn mà lần đầu tiên mà Yến được mời để đi tham dự một cái chương trình mà dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Thì đây là một, thực sự mà nói thì đây là một cái niềm rất là vinh dự và cũng là một cái niềm vui, hạnh phúc của Yến đối với lại trong một cái chương trình lớn như thế này. Thì đó là cái cảm xúc của Yến khi mà được mời đến với chương trình. Thì Yến cũng không có biết nói gì hơn là cũng cảm ơn là ban tổ chức đã cho Yến có cơ hội để đến với chương trình Nhạc sĩ Anh Bằng, để mà đi lưu diễn cùng với lại các anh chị em cũng như là trong gia đình của Trung tâm Asia, nhất là với Đan Nguyên. Nhất là với Đan Nguyên, I second that. Đan Nguyên thì Dương biết đó là Đan cũng đã đi lưu diễn ở bên Úc cũng khá nhiều lần rồi. Nhưng mà trong cái chuyến đi tháng 9 này thì Đan nghĩ là nó có sẽ khác những cái chuyến đi khác hay không? Đan nghĩ sao về cái chuyến đi vào tháng 9 này? Thưa Thùy Dương, Đan Nguyên nghĩ cái lần này nó rất là đặc biệt. Bởi vì là dòng nhạc của Anh Bằng thì những bài mà phần đông Đan Nguyên chọn là những bài của Anh Bằng. Thì những đợt trước thì Đan Nguyên hát những bài gì cũng được hết, đúng không? Yes. Rồi thể nhạc gì mình cũng có thể hát được. Nhưng mà Đan Nguyên nghĩ đợt này thì rất là nhiều ca sĩ, nên vì Đan Nguyên cũng nghĩ là sẽ hát được ít bài hơn. Sẽ hát được ít bài hơn. Tuy nhiên là thưa quý vị, là như là Thùy Dương cũng nói ở ban đầu là cũng là lần đầu tiên mà chúng ta tụ hợp được rất là nhiều ca sĩ của Trung tâm Asia từ trước đến nay. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Thùy Dương cũng chưa có bao giờ đi một cái show nào mà có 4 MC mà live show như thế vậy. Cho nên là đây là một cái chương trình rất là đặc biệt. Và tất nhiên là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng thì đã được quý khán giả khắp nơi trên thế giới yêu mến. Yeah. Bây giờ Thùy Dương muốn quay lại với bây giờ mình bắt đầu với Yến đi nha. Lúc nãy Yến có nói là đây là lần đầu tiên mà Yến được đi lưu diễn với nhiều đông các anh chị em nghệ sĩ của Asia như thế vậy. Yến cảm thấy rất là hân hạnh. Tuy nhiên là Thùy Dương cũng nhớ đến một cái chương trình mấy tháng nay rồi, mà cũng là một trong những cái lần mà có rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Asia đến để ủng hộ Yến. Và Thùy Dương nhớ là cái đêm hôm đó rất là ấm cúng, rất là thành công. Yến có thể chia sẻ về cái live show của mình. Thực sự mà nói thì Yến cũng mượn nơi đây để mà xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt trong cái chương trình. Cái đêm hôm đó là ra mắt cái CD Bão Tình của Yến. Và nhất là Yến cảm động nhất là có một đại gia đình của Trung tâm Asia cũng như là SBTN cũng như là Thùy Dương cũng có mặt trong đêm đó để mà giúp Yến, để mà MC hôm đó là cũng 5 người đúng không? Rồi tất cả các bạn cũng giống như là ca sĩ cũng như là trong đại gia đình của Trung tâm Asia đến ủng hộ Yến rất là nhiều. Và nhất là khán giả đã yêu thương Yến bấy lâu nay. Thì Yến không biết nói gì hơn là xin rất là chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã có chút tình yêu thương dành cho Yến cái đêm hôm đó. Và Yến cũng không biết nói gì hơn là Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Yến rất là cảm động, không có biết nói gì hơn là chỉ có cảm ơn thôi. Và Yến mong rằng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Yến và cũng như là ủng hộ các ca sĩ của Trung tâm Asia, trong đại gia đình của Trung tâm Asia. Khanh này Yến cảm động. Đan, thật sự ra là Đan cũng có một cái chương trình cũng tương tự như thế vậy vào tháng 1 đầu năm nay. Thì Thủy Dương biết là đó là lần đầu tiên một cái live show mà Đan gánh cả một cái chương trình. Thì thưa quý vị là đối với Đan Nguyên đó là rất là ít khi mà Thủy Dương thấy Đan Nguyên hồi hộp và stress lắm. Rất là ít khi, chỉ ngoài trừ lần đầu tiên mà mới bắt đầu làm việc với Trung tâm Asia mà mình phỏng vấn ở trên sân khấu đó, thì cái lần đó hình như là Đan hơi run run một tí vào cuốn Asia 56 nếu mà Thủy Dương nhớ không có lầm. Nhưng mà sau đó thì lúc nào Đan Nguyên cũng yêu đời, cũng kiểu như là phong trần đẹp trai đến đâu đến. Tuy nhiên là trong cái thời gian đó thì Thủy Dương biết là nó là một cái sự thử thách rất là nhiều. Thì Đan có thể chia sẻ về cái đêm live show của Đan. Thưa Thùy Dương, thì bởi vì cuộc đời của Đan Nguyên hận đời nhiều quá rồi, bây giờ phải yêu đời chứ. Bởi vì được khán thính giả thương Đan Nguyên, thì Đan Nguyên cảm thấy đó là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với Đan Nguyên, đối với gia đình của Đan Nguyên. Và nói đến cái live show của Đan Nguyên vào tháng Giêng vừa rồi, Đan Nguyên rất là cảm ơn quý khán thính giả đã ủng hộ cho Đan Nguyên, đã yêu thương tiếng hát của Đan Nguyên. Đan Nguyên rất là cảm động, mặc dù là Đan Nguyên hát không có, lúc đó giọng Đan Nguyên bị rất là hư, rất là nặng, bị rè luôn, có nghĩa là hát không ra tiếng. Nhưng mà khán thính giả đã cho Đan Nguyên những tràng pháo tay rất là nhiệt liệt. Đó là những cái lòng yêu thương của quý khán thính giả đã dành cho Đan Nguyên. Thì nhân dịp đây, Đan Nguyên xin mượn đài SBTN để cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương tiếng hát của Đan Nguyên, và Đan Nguyên sẽ cố gắng hơn nữa để mà phục vụ cho quý vị ngay bây giờ và sau này. Vâng, Thùy Dương nhớ là Thùy Dương có đưa lại cho Đan Nguyên một cái lá thơ. Thùy Dương nhớ là Asia Channel cũng có nhận được một cái lá thơ của hai vợ chồng có đi cái live show của Đan Nguyên, và họ có khen cái chương trình đó. Nhưng mà họ cũng nói là trong cái chương trình đó thì họ thấy là Đan Nguyên bị bệnh và họ lo lắng về cái sức khỏe của Đan Nguyên, cho nên cũng viết thơ cho Asia Channel để nhắn dùm cho Đan Nguyên, là hy vọng là sẽ hồi phục lại một cách thật là nhanh chóng. Đan Nguyên rất là cảm ơn quý khán thính giả đó đã bỏ thời gian rất là dễ thương, đã gửi thơ đến cho Thùy Dương. Và Đan Nguyên hôm nay thì Đan Nguyên rất là khỏe. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ, thưa quý vị, bây giờ trường hợp này là khỏe ra. Thùy Dương nhớ đó, thưa quý vị, là có đi show ở bên Ottawa, gặp một cái gia đình và ngồi đó gia đình đó có 7 cô con gái. Một gia đình 7 cô con gái mà từ mẹ đến bà ngoại, bà nội đến tất cả các cháu ở trong gia đình chỉ thần tượng Đan Nguyên. Sướng quá vậy. Gia đình cô Huệ ở bên Ottawa. Không có gì hạnh phúc bằng. Đúng rồi. Đan Nguyên cảm thấy sao khi mà thấy được là cái tiếng hát của mình đã được thần tượng bởi rất là nhiều lứa tuổi, cũng như là nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ, và kể cả phái nam và phái nữ? Dạ thưa Thùy Dương, cảm giác của Đan Nguyên rất là hồi hộp. Bởi vì khi mà không có ai thần tượng thì mình không có quan tâm. Nhưng mà khi mà đã có khán giả thương mến rồi đó, thì những gì mình làm là cho tất cả mọi người. Thì Đan Nguyên nghĩ là tất nhiên là khi mà mình đi hát thì mình phải chuẩn bị kỹ càng và mình phải cố gắng hơn để cho khỏi làm phụ lòng những khán giả đã yêu thương mình. Và còn đối với Yến thì sao? Thật sự ra Thùy Dương biết là Yến đó, thưa quý vị, là tiếng hát của Yến thì giọng hát nghe trầm buồn và có thể là nhiều khán giả lớn tuổi rất là mê. Nhưng mà Yến lại có một cái thân hình và một cái khuôn mặt mà phải nói là quá là đẹp, cho nên là giới trẻ cũng không kém phần mê mại về Hồ Hoàng Yến. Thì Yến thấy sao về cái sự nghiệp của mình so far? Thì Dương nói đúng là, thưa quý vị, là khi mà Yến đi hát thì Yến thấy khán giả hâm mộ Yến toàn là những người lớn tuổi không à, toàn là các cô các chú, chứ còn mấy người trẻ thì ít lắm. Đây không có thấy. Mà thật sự là tại vì có lẽ là tại vì cái dòng nhạc của Yến hát á, thì là dòng nhạc xưa nhiều để mà cô chú các chú rất là thích. nên khi mà mỗi lần mà Yến đi đến đâu cũng được cô chú đến để chụp hình, chứ không thấy mấy anh nào hết, không anh nào trẻ hết. Wow, thì Dương không có biết cái đó là có đúng hay không, không thật sự cái đó là sự thật. Thậm chí là Yến nói cho Đan nghe, Yến đi đám cưới cũng vậy nữa. Sao? Là cũng toàn là mấy chú mấy cô tới để mà xin chụp hình, chứ đâu có thấy mấy anh nào tới xin chụp hình đâu. Không có tới xin chụp hình, nhưng mà xin số phone không? Xin điện chỉ nhà này vậy. Ta thực sự đúng là các anh đâu có muốn chụp hình, chỉ muốn số phone thôi. Không có đâu, thiệt mà. Nên thì Dương nói đúng là cái dòng nhạc của Yến là Yến được các cô các chú rất là thích. Và nhưng mà cái thân hình về khuôn mặt của Yến là phải nói là các cô các chú thích, nhưng mà các bạn trẻ cũng rất là thích. Yến đừng có lo, yên tâm. Hy vọng là lần sau này sẽ có các anh tới để xin chụp hình. Nghĩa là đối với các anh mà đang theo dõi chương trình Asia Channel ngày hôm nay, mà trong tương lai mà có đi live show của Hồ Hoàng Yến là nhớ xin chụp hình, xin chụp hình. Tại vì Thủy Dương cũng bị trong cái trường hợp giống như là Hồ Hoàng Yến, là nhiều là cho ba em chụp hình với chị không ạ? Vâng. Thưa quý vị, là một lát nữa khi mà chúng ta quay lại với chương trình Asia Channel thì Đan Nguyên và Hồ Hoàng Yến sẽ tiếp chuyện với quý vị về chuyến đi Úc của Trung tâm Asia trong thời gian kế tiếp. Thủy Dương một lần nữa xin chào đón quý vị lại với chương trình Asia Channel ngày hôm nay với Thủy Dương, Hồ Hoàng Yến và Đan Nguyên. Bây giờ đó, thưa quý vị, là chúng ta cũng nói từ đầu chương trình là từ mùng 3 tới ngày 17 tháng 9, 2011 là hầu như ca sĩ rất là đông đảo, lần đầu tiên có được cái sự đông đảo như thế vậy của các ca sĩ của Trung tâm Asia sang Úc. Thì lúc nãy Thủy Dương có hỏi Đan Nguyên về cái cảm nghĩ của mình như thế nào khi mà được đi sang Úc lần này, thì Nguyên nói đó là Nguyên rất là vui là được đi với các ca sĩ của Trung tâm Asia. Tuy nhiên là Thủy Dương muốn xin hỏi thêm Đan Nguyên là Đan Nguyên nghĩ sao về các cô gái mà đến từ bên Úc? Đan Nguyên nghĩ rất là tuyệt vời. Giống như là Thùy Dương nè, Thùy Dương cũng đến từ bên Úc đúng không? High five của ba. Thì Đan Nguyên nghĩ là khán giả Việt Nam ở đâu cũng vậy, cũng đều rất là dễ thương đối với Đan Nguyên. Và Đan Nguyên cũng cảm ơn rất là nhiều. Đó là Đan Nguyên được hát tiếng Việt Nam, rất là hạnh phúc. Còn Yến cũng đã đi lưu diễn ở bên Úc, hình như là mới tháng 4 vừa rồi Yến có lưu diễn ở bên Úc. Thì Yến có thể chia sẻ với Thùy Dương cũng như là quý khán giả về Yến cảm nhận như thế nào về khán giả ở bên Úc Châu? Thật ra Yến thì cũng giống như là Đan Nguyên thôi. Ở đâu mà có khán giả thì là khán giả đã đem lại cho ca sĩ, là cũng giống như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ, những tràng pháo tay thì đó là cái niềm hạnh phúc nhất của những người mà đứng trên sân khấu. Và theo Yến thì Yến đi đến đâu cũng vậy hết, tất cả các khán giả người Việt Nam mình đều rất là dễ thương và họ rất là nice, làm cho mình cũng rất là cảm động, đúng không Đan? Đúng rồi. Hình như là chuyến đi vừa rồi là lần đầu tiên Hồ Hoàng Yến sang Úc mà phải không? Không, Yến đi là chuyến đó là lần thứ hai. Lần thứ hai rồi. Thế bây giờ Thùy Dương xin hỏi là mỗi lần mà Yến đi sang Úc là Yến thích làm những cái gì nhất? Ngoài trong những cái giờ trình diễn của mình đó thì Yến thích ăn. Thưa quý vị, chắc là Yến cũng giống như Đan, cũng giống như là Dương thôi, thích ăn lắm. Cứ tới đó là phải ăn trước, xong rồi sau đó là nghỉ ngơi xong rồi nghỉ ngơi trưa lên, xong lại nghĩ tới chuyện là mình phải ăn món gì. Là mình được đi vòng vòng đi ăn, đúng không? Yến thích ăn những cái món gì nhất ở bên Úc? Theo Yến thì có một cái kỷ niệm là Yến đi đó là chuyến lần đầu tiên Yến qua Úc, thì là Yến đi với lại chú Nam Lộc. Không biết có Dương không, hình như không. Chú Nam Lộc coi như là chú là chắc tới toàn là mấy cái quán có đan đúng không? Đúng rồi. Đi tới mấy quán ăn nào là dồi trường, rồi mấy món mà cái gì ốc, bún ốc, rồi mấy món gì ở bên Úc phở. Rất là ngon. Phở thì mình không nói rồi, mà mấy món này rất là đặc biệt, mà là toàn là những là món nhậu thôi. Nhưng đặc biệt là cái nhà hàng nó làm rất là ngon, là ngồi với chú là ăn từ trưa cho tới chiều luôn, hết món này tới món kia, tiết canh rồi này kia, ăn rất là ngon. Đúng là cốt không biết có dạ còn Đan Nguyên mê trứng mà lá cốt mà kiểu mà nó còn hơi sống sống còn rồi mix dạ đúng rồi, hút cho nó khỏe. Đan Nguyên có thích ăn phở bên Úc không? Dạ, Đan Nguyên rất là thích ăn phở bên Úc. Phở bên Úc rất là ngon. Mình có cái tiệm phở nào mình hay ăn ở Đan? Ở bên Phở An. Đúng rồi, Phở An. Đúng rồi. Vâng. Thưa quý vị, thì Dương lớn lên ở bên Úc, và nhất là ở Sydney, là cái nơi mà có cái tiệm phở tên là Phở An rất là nổi tiếng bây giờ. Mà thật sự ra đó, thì Dương nhớ đó là khi còn rất là nhỏ, đó là Phở An nó chỉ là một cái shop, một cái nhà hàng rất là nhỏ, mà bây giờ là thật là to, mà những cái người mà waiter and waitresses là họ có những cái máy computer để họ đánh những cái tô phở của mình vào. Cho nên là đó cũng là một cái niềm hãnh diện của bên Úc, là mình nấu phở, mà nấu phở rất là ngon. Còn ngoài ra thì khi mà những cái chuyến đi Úc lần trước thì có làm những cái gì khác, chẳng hạn như là đi thăm kangaroo, koala, có được đi Thực sự mà nói Yến chắc là cũng như Đan, mỗi lần đi diễn xong là mình hát xong cái là mình phải bay về liền đúng không? Mình đâu có được đi đâu để mà tham quan đâu. Nếu mà mình muốn đi chơi thì mình phải ở lại vài ngày rồi mình mới đi tham quan. Thực sự Yến cũng chưa tham quan được hết. Rất là hy vọng là lần này đó, khi mà Yến sang đó là, thưa quý vị, mình có thể đưa Hồ Hoàng Yến cũng như là Đan Nguyên đi những cái gian lam thắng cảnh của bên Úc. Chắc có lẽ là nhờ Dương, tại vì cái đó là thổ địa của Dương đúng không? Nhưng mà kỳ này là nếu mà mình đi được 2 tuần thì mình sẽ ở lại được vài ngày để mình có thời gian rảnh á. Đúng cái mình đi, mình mới đi thông thả, mình đi chơi. Vậy là từ Dương hứa rồi phải không? Có hứa không? Hứa. Nhưng mà Đan Nguyên cũng đã bao giờ được đi thăm những cái con kangaroo, koala, hay là đi coi những cái nhà sò hay là cầu Sydney Harbour Bridge chưa? Đan Nguyên có nghe nói tới, nhưng mà chưa một lần được đi coi kangaroo. Đan Nguyên thì đã đi cái nhà con ốc của nhà sò rồi, nhưng mà chưa bao giờ đi tham quan kangaroo rồi vậy. Nhưng mà chuyến này Thùy Dương sao? I promise. Okay. Nhưng mà không, kỳ này là Yến có một cái dự định là Yến, tại vì gia đình của Yến có một người bác ở bên Úc đó. Thì chắc nếu mà có thời gian rảnh Yến sẽ đến Yến thăm với gia đình. Ở tiểu bang nào Yến có biết không? Thực sự Yến cũng để Yến hỏi rõ, là tại vì bác có nói với Yến mà Yến cũng quên, nhưng mà Yến nghĩ là kỳ này là mình cũng có hát ở đó nữa. Và sẽ nên biết. Kỳ này là Yến sẽ gặp bác ở bên Úc, chắc là tới thăm gia đình bác ở bên Úc. Bây giờ đó thưa Yến và Đan là chúng ta quay lại với nghệ thuật cũng như là sự nghiệp của Đan cũng như là Yến đó, thì lần trước khi mà Thùy Dương có phỏng vấn Quốc Khanh thì Quốc Khanh cũng có nói là đang có một cái project rất là đặc biệt với Đan Nguyên, nhưng mà ngoài ra thì Thùy Dương cũng nhớ là Đan Nguyên cũng đã nói là đang làm một cái cuốn CD. Thì Thùy Dương đang có thể chia sẻ về đã đến đâu rồi và bao giờ thì quý khán giả mới có được cái CD của Đan Nguyên trong tay? Thưa Thùy Dương, kính thưa quý khán giả, thì Đan Nguyên với lại Quốc Khanh đang tiến hành một cái CD cho giữa Đan Nguyên và Quốc Khanh. Thì trong cái CD này thì nó rất là đặc biệt, là bởi vì Quốc Khanh là hát nhạc tình và Đan Nguyên là hát nhạc mùi. Thì hai người thực sự mà nói thì nó không có dính líu gì hết. Nhưng mà lần này thì Đan Nguyên với lại Quốc Khanh đã có ý định song ca chung một CD. Nên vì nó rất là đặc biệt. Bao giờ CD này mới ra? Theo Đan Nguyên nghĩ sẽ ra vào tháng 8. Nếu mà làm kịp. Sẽ ra vào tháng 8. Và CD của Đan Nguyên thì Đan Nguyên đang chuẩn bị làm để mà ra mắt quý vị. Đan Nguyên nghĩ là cũng vào tháng 9. Hy vọng là vậy, bởi vì rất là nhiều quý khán giả đã yêu cầu Đan Nguyên làm CD, thì Đan Nguyên sẽ cố gắng làm nhanh. Quý khán giả đang ngồi đây giơ tay. Còn đối với Hồ Hoàng Yến thì sao? Cuốn CD Bão Tình thì Dương được nghe rất là thành công. Thì bây giờ Yến có thể chia sẻ thêm về cái project mới nhất của mình. Thưa quý khán giả, là cái CD sắp tới của Yến thì là Yến cũng sẽ chọn những cái bài hát mà nó cũng phù hợp với lại giọng của Yến, và những cái bài hát Yến chọn thì chắc chắn là các cô các chú cũng sẽ rất là thích. toàn là những bài nhạc xưa thôi. Thì hy vọng rằng là quý vị sẽ ủng hộ Yến cái CD thứ nhì này. Yến có biết là bao giờ sẽ phát hành và có chủ đề chưa? Yến hy vọng rằng là khoảng tháng 9 là Yến sẽ phát hành cái CD này. Dạ. Mà sẽ hy vọng rằng là quý vị sẽ ủng hộ Yến và sẽ thích cái CD này cũng giống như là cái CD đầu tiên của Yến. Ok. Hồ Thủy Dương rất là hy vọng là CD của Đan Nguyên cũng là CD của Hồ Hoàng Yến sẽ ra kịp để cho chúng ta có thể đi lưu diễn ở bên Úc và có thể là cho quý khán giả ở bên Úc được cái cơ hội để mua chính tay của Đan Nguyên với cả Hồ Hoàng Yến. Vâng, trước khi mà chúng ta rời màn hình đó thì Thủy Dương mời Đan có thể là có một lời nào đó với quý khán giả khắp nơi là fans của Đan và đặc biệt nhất là các quý khán giả ở bên Úc đang chờ đợi để chiêm ngưỡng Đan Nguyên trên sân khấu. Đan Nguyên xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã yêu thương tiếng hát của Đan Nguyên. Và riêng khán giả tại Úc thì Đan Nguyên thấy Đan Nguyên đến Úc đây là cũng lần thứ 5, thứ 6 rồi. Đan Nguyên cảm thấy là khán giả ở bên Úc thật sự mà nói là rất là dễ thương. Ở bên đó làm số rất là nhiều nhưng mà không biết tại sao khán giả lúc nào cũng đến coi rất là đông. Nên vì đó là một cái niềm hạnh phúc cho tất cả anh chị em nghệ sĩ. Và Đan cũng vậy, cảm thấy rất là hạnh phúc. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn sẽ gặp quý vị một ngày thật là gần. Yến cũng giống như là Đan và cũng như là các anh chị em nghệ sĩ cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, cũng đã yêu thương Hoàng Yến bấy lâu nay. Mà Hoàng Yến cũng sẽ cố gắng để mà ủng hộ quý vị và sẽ cố gắng hát hay nhiều hơn nữa để mà không có phụ lòng quý khán giả. Và nhất là khán giả ở bên Úc thì Hoàng Yến sẽ gặp lại khán giả một ngày gần đây và nhất là trong những cái chuyến lưu diễn sắp tới vừa rồi, sắp tới. Vâng, Thủy Dương xin cảm ơn Hồ Hoàng Yến, Thủy Dương xin cảm ơn Đan Nguyên. Và thưa quý vị là như là Hồ Hoàng Yến, Thủy Dương cũng như là Đan Nguyên đã chia sẻ là đầu tháng 9 đến giữa tháng 9 thì chúng ta sẽ có một cái chương trình, một đại nhạc hội rất là lớn với chủ đề dòng nhạc Anh Bằng. Và đặc biệt nhất thưa quý vị là lần này sẽ có sự hiện diện của nhạc sĩ Anh Bằng đến với quý khán giả khắp nơi tại Úc Châu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có sự hiện diện của 4 MC, anh Nam Lộc, Lina Nguyễn, đặc biệt là có anh Việt Dũng cũng sẽ đến với quý khán giả. Và Thủy Dương cũng sẽ được cái hân hạnh một lần nữa đứng trên sân khấu ở bên Úc Châu. Thủy Dương hy vọng là quý vị sẽ đến với chương trình và ủng hộ. Và một lần nữa Thủy Dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you and goodbye. Tôi vẫn cô đơn, không hận sầu, không hờn dối. Tôi vẫn cô đơn, quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cay đắng người ơi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là